Xin chào tất cả mọi người. Hello tất cả mọi người nha. Hôm nay Sơn với Minh Idol lại tiếp tục đi nổ đĩa với một siêu phẩm lắp Flycam. Siêu phẩm lá cờ Việt Nam. Sơn tính tháo cái lá cờ treo trên, Sơn lắp một diều nhưng mà giờ lỡ treo rồi mà tháo xuống cũng được mình à. Tháo xuống là hết Tết luôn. Và ngày hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi, là 30 Tết nha mọi người. Sơn với Minh Idol siêu phẩm này ra nổ đĩa lần cuối. Đây là con này sang năm là vút luôn. Không còn gì. Là giờ mà một nó ăn kinh khủng luôn mà. Đấy như vậy này. Cái cánh. Thì bây giờ Sơn sẽ quay cái diều cho mọi người cùng xem nha. Thì cái con diều nó chẳng có cái gì gọi là nó mới mẻ nữa mọi người ạ. Thì Sơn thì hỏi quay cái con diều nhá mọi người. Thì đây Sơn vẫn buộc vào khung ở giữa là diều của nó đi ta. Điện thoại của Minh Idol. Thưa, lệch lèo rồi. Để tí này chỉnh lại lèo với là diều. Diều thì vẫn lá cờ Việt Nam bên dưới đuôi cá nhá mọi người. Thì bây giờ Sơn sẽ quay cái lịch cho tất cả mọi người cùng xem và ngày hôm nay mọi người biết này lịch bao nhiêu. Đây mọi người. Ngày 6 tháng 9 này. Đâu đúng không? Thứ 6 chứ. Thứ 6 ngày 9 tháng 2. Đây. Thứ 6 này, ngày 09 tháng 2. 13 giờ 42 phút nha mọi người. Thì bây giờ là ra cánh đồng nó khoảng tầm 12 đâu 2 giờ là đâm diều nó là túi à. Nói rất chứ không đến túi đâu mọi người, nổ điện thoại trên trời luôn á. Không đùa đâu. Thì bây giờ Sơn với Minh Idol sẽ ra cánh đồng nhá. Xin chào tất cả mọi người, Sơn hiện tại là đang mang dây ra nhá mọi người. Trời nắng lắm, không đùa được. Mình thì đang đứng dưới kia để ra dây. Nắng lắm, nắng phật ớn luôn mà. Thì đây là lần thứ 3 Sơn lắp Flycam để cho siêu phẩm lên trời nhá mọi người. Tung diều thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Được rồi Minh ơi, chuẩn bị nhá. Lên! Thank you.
với Minh Idol đã cho cất cánh hoàn thành và là đúng một lần duy nhất mình ạ. 6 giờ kêu lít trời luôn mà. Là Sơn thì mang sang đây cánh đồng gọi là Minh đây mọi người. Minh Idol đang cầm cái dây năng à. Căng đét lên lít 6 mà mọi người. Thì hiện nãy giờ cũng khá là lâu rồi mọi người. Nhìn thấy chứ Sơn mà quay từ đầu đến cuối cho mọi người mà Sơn chỉnh sửa video á. Nên thật sự là được là cả tiếng đồng hồ luôn á. Nhưng mà Sơn với Minh bây giờ phải kết thúc để đi về để ở nhà. Tại vì cuối năm mà mọi người, gọi là cái ngày cuối năm mới là ngày quan trọng. Là để sang năm mới, để ở nhà gọi là phải ngồi ở nhà mọi người. Ngồi nhà để làm gì mọi người, để chơi game thôi, chứ không làm gì đâu. Thì bây giờ Sơn cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Sơn nha. Thì Sơn chúc tất cả mọi người gọi là năm mới ăn khang thịnh vượng và làm ăn phát tài nha. Thì ai làm được 2 tỷ thì nhận tiền, mà không làm được thì đừng có lấy tiền nha mọi người. Chúc đặc biệt gọi là chúc hơi độc tí nhưng mà chúc thế mới may mắn được nhá. Thì bây giờ Sơn chào tất cả mọi người và bye bye tất cả mọi người nha.